Ôi cha, tái à, mua rẻ quá trời à, thấy không? Mua gì 6 hộp bao nhiêu rớt á? kia kia kìa, hồi nãy Một vòng hộp vòng một á. ký. Một hộp một ký à, một hộp nó có 7 tái. 16 đồng. Ừ, 16 đồng. Một ảnh luôn. À, đây nha, đây. Ngậm tăng hả? Xoài nha. Tái xoài là cái mình mua rồi. Tái xoài này thì tách xoài này thì hai tái mình mua 28 đồng, nó hạ rồi, hai tái xoài 28 đồng. Tính ra một tái thì 14 đồng tái. 14 tái thôi mà vô tiệm với cha tiệm kia mắc tới bự không? Cũng 16 đồng một tái luôn. Đó, 16 với 14 đồng tính ra một tái 14 đồng, tái 16 đồng. Bự không? À, con tám 800 gram này. 800 gram tá bự quá trời thế. Cái tay nhỏ xíu thế. Nó khác biệt không? Đang mừng hốt cũng 1 2 3 4 5 5 tá bự. Ui trời má ơi bự quá trời thế. Cái ăn cái ớt tới cổ luôn. Cái là lát ăn xong mình cắt thử. Tá bự không? Ngâm tá xoài à. Cái đây dục vô cái đầu cũng vui là thương nằm thôi cứng rồi đó. Còn hai tái đây mình mua tiệm ly từ cái mình mua nhất tù. Bây giờ vô mua cũng hết rồi. Còn hồng mình mua tiệm ly từ một ký 16 đồng luôn bằng tái xoài luôn. Một ký đây bằng tái xoài đây, tái xoài 16 đồng. Xoài này, hả? Đó trời ạ. Bông này héo rồi. Bông ngày gì ta? Bông không là bông đây hàng thức bông mua ngày gì ta? Bông luôn ta. À, có mà. À, ngày nhắn tiền à, ngày 25. Ngày 25 bây giờ không, bây giờ 30 31 luôn rồi. Đầu đầu tháng 12 luôn rồi. Ngày 25 nhắn tiền mà bạn miếu mua. Còn đây này nó xoài rồi thấy không? Đã chưa? Cái này ăn 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 la luôn á, ngon bụng ăn la luôn á. Đó, giờ cái căn dao này nè, mình làm ra đẹp không, xoài không có sợ bị hao hết, cái nhỏ xoài mình lấy mỏng á. Giờ cái căn dao này, đó, tá xoài nhỏ thôi, còn cái thầy trời bự khoảng 900 gram mình ăn hôm qua rồi. Còn ở đây hai tháng này mua thêm ly trời giỏ. Nhưng mà tính ra cũng bự, nhưng tái kia bự quá, tái sẽ khoảng khí mà 900 gram mà. Bốn tái hồng, hai tái xoài đi mà cắt nha. Đó, cái xoài tán tới đây thì nó màu vàng, giờ mới ngồi màu vàng, nhưng mà lúc mình quay phim vô thì nó không có. Cái đây chín rồi, còn cái đây thì đang màu trắng, giờ mới ngồi á thì màu vàng, quay vô màu trắng rồi thôi. Còn đây màu vàng vàng đậm, quay vô thì màu vàng đây. Tới đây mình cắt xong rồi à, mình sẽ đóng rác rồi thôi. Mình cắt cứ cưới nha, thì mình chỉ bỏ vô miệng mình tuột vô bụng thôi. Cắt miếng nữa. Đây hồng thái đã chưa? Tét tét à, giống như bông mình tính là mình làm mà kiểu mà thôi. Ăn thôi mà. Không cần làm đẹp. Rồi, bây giờ cướp lại. Ăn thơ đứa là muốn ăn nha. Bừng rồi. Thái đã chưa? Bây giờ chị ăn thơ mừng có hai ông vợ em đứng tặng bài.
dễ thương không? Cái bà này phải dễ thương lắm mày. Còn cái ông này á, yêu trời. Hai chồng đi tặng đi bán đồ. Đây bác.